cho sai. Đúng chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi. Thế thì biểu mô điểm sau trừ một, có nghĩa là mình phải đề câu sai. À, cái không đưa đó em phân tích các câu thôi. Ha. Thứ nhất, các tế bào liên kết chặt chẽ với nhau thì chúng ta phải xem là được nghĩa đúng không? Ok. Không có cấu trúc gen nào trong giới gì hả? Dinh dưỡng được cung cấp qua màng đấy. Vì sao? Vì nó không có màng. Thành ra có tế bào đúng không? Đúng ha, cái nào thuộc là tuyến ngoại phải tiếp đó ha. Rồi, câu thứ hai, nếu như mình phân loại biểu mô mình sẽ dựa trên đặc điểm gì? Số lượng tế bào, hình thái tế bào, tốc độ sinh sản của tế bào hay tất cả lựa chọn trên? Thí dụ như vậy. Tự trả lời được đúng không? Cô nói luôn hả? Có thể nào mà dựa vào số lượng được không? Em đếm được không? Chắc chắn không đúng không? Hình thái tế bào, em nhận được hình dạng của tế bào ở bề mặt không? Nhận diện được đúng không? Tốc độ sinh sản, nhìn vô biểu mô không biết nó đang sinh sản hay đã đang sắp chết không? Bỏ tay đúng không? Diện được cho tất cả lựa chọn nên là chắc chắn sai đúng không? Thôi. Cho hình ảnh hỏi biểu mô gì? Khi người ta hỏi biểu mô gì, không thể nào bắt người ta hỏi chỉ dùng mũi tên đúng không? Tụi em nó phải biết được đâu là phần của biểu mô. Đúng không? Không lẽ là tôi chỉ vô đây biểu mô gì là để nào đánh lừa với em ạ? À? Đúng không? Một những cái hình khi mình đã xong mình đi học hết tất cả các phần của bài đúng không? Thì mình có nhận diện đâu là biểu mô rồi. Thì xem đây nó là biểu mô gì? Đầu tiên, bề mặt hình gì? Đúng không? Đó, thầy trả lời, mấy ngàn tế bào là xong, đúng không? Còn trên bề mặt nó có biến đổi gì không? Chỉ thôi, à. Rồi, cái này chỉ là tổng kết lại để các bạn nghe coi là cái phần hồi nãy thôi chứ không có gì hết á. À. Rồi, đây là cái email ha, các bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh.